sự tích về kẻ ăn hồn tại làng địa ngục, hé lộ sự thật sau kéo ma quỷ trong đám cưới chuột. Người ta kể lại rằng, khi đám cướp tại chuông nhà Hồ bị quân của quan nội tán Nguyễn Khoa đang vây bắt, những tên đầu sỏ ra lệnh cố thủ tại xào huyệt, vì tin rằng địa hình nơi đây đã được bày thiên la địa võng, quan quân triều đình vây bắt không quá một tuần rồi sẽ phải rút đi thôi. Thế nhưng khác với những lần trước, như bên trong có nội gián chỉ đường, bọn chúng liên tục bị tấn công vào những yếu điểm, lực lượng tiêu hao đáng kể. Biết không thể cầm cự được lâu, thủ lĩnh của nhóm cướp gọi 5 tên lính nhanh nhất, đưa hết tiền bạc châu báu rồi ra lệnh dẫn theo tất cả phụ nữ, người già và trẻ em trong làng, đi lối hầm bí mật, thoát vào rừng sâu để chạy trốn. Đám người chạy loạn lúc đầu muốn đến Thăng Long, nhưng dân trong thành nhìn thấy đám người mặt mũi nhếch nhác, quần áo rách nát, biểu hiện đáng ngờ, thì ra sức xua đuổi, lại nghe tin toàn bộ đám cướp đã bị tiêu diệt sạch, biết không thể sống bình thường, nên đã rủ nhau chui tận vào rừng sâu, cách kinh thành cả trăm dặm. Khi đang không biết phải làm gì, thì bỗng nhiên con bé Phong nhìn thấy một nơi có đầy đom đóm bèn chạy lại, đám người đuổi theo thì phát hiện ra một con đường nhiều đom đóm, cứ theo lối đó mà đi lại tới một khu đất bằng phẳng, cây cối tươi tốt, có suối nước trong. Mọi người quyết định khai hoang cây cối, dựng nhà tại đây, đặt tên là làng địa ngục. Dù khu đất rất bằng phẳng, nhưng xung quanh cây cối tùm, những tên lính trẻ chôn xung quanh làng những con dao nhuốm đầy máu thú, rồi còn rắc bột hùng hoàng khắp nơi. Người dân Đại Việt khi xưa vẫn thường làm vậy, để tránh bị những oan hồn quấy phá nơi nước độc rừng thiêng. Trong khi người lớn đang bận việc xây dựng, con bé Phong lại quay đầu nhìn về phía cổng làng, nó gật đầu mỉm cười cảm ơn. Phía xa xa cổng làng, một người đàn bà xinh đẹp mặc bộ quần áo dao lĩnh đỏ, treo lơ lửng trên ngọn cây cũng cười lại với nó. Con bé Phong từ nhỏ đã là người yếu bóng vía, có thể nhìn thấy hồn ma. Từ khi còn ở chung nhà Hồ, nó đã thấy một hồn ma luôn vất vưởng ở nơi đây, sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, khác với những hồn ma khác nó từng thấy. Vì thế mà nó chẳng hề sợ hãi. Khi biết cô gái tên là Thập Nương là hồn ma oan ức chưa thể siêu thoát, nó còn đồng ý kết bạn và trò chuyện với cô. Chính Thập Nương đã chỉ đường cho nó dẫn dân làng đến vùng đất này. Khi cả làng đang ngồi quây quần trong nồi bánh chưng Tết, con bé Phong lại thơ thẩn chạy ra cổng làng để nói chuyện với Thập Nương như thói quen mỗi đêm, vì làng đã trấn yểm nên hồn ma không thể vào được. Thập Nương kể cho con bé Phong những điều thú vị bên ngoài khu rừng, nơi mà dân làng không thể đi ra. Thập Nương còn bảo nếu con bé Phong chịu nhỏ máu xuống cho bà đi qua cánh cổng, những ai mang dòng máu của Phong đều có thể xuống núi. Con bé Phong thơ ngây làm theo, không biết rằng đại họa sắp đổ tới. Khi Thập Nương vào được làng, việc đầu tiên bà làm là nhập hồn vào con bé Phong, đi đến chỗ dân làng lúc này đang tập trung ngủ say bên cạnh nồi bánh, nhỏ lên đầu mỗi người một giọt nước, được lấy từ trong cái lọ bí hiểm, chỉ để lại duy nhất ba người. Thuần thục và nhanh gọn, y như kế hoạch đã được tính toán từ rất lâu rồi. Rồi thời gian qua đi, con bé Phong ngày nào, bây giờ cũng trở thành thiếu nữ và chuẩn bị lấy chồng. Sắp đến ngày cưới mà Phong chẳng có vui, liền tìm Thập Nương mà hỏi, Thập Nương ơi, tại sao tóc người dân trong làng lại bạc nhanh như vậy, tại sao trẻ con trong làng lại khó nuôi vậy? Tôi sợ con mình sinh ra cũng chung số phận như này. Chẳng biết Thập Nương nói gì với Phong, mà trước đêm hôm cưới, cô trở về với gương mặt đầy sợ hãi. Làng Đông Hồ thời xưa vẫn nổi tiếng với bức tranh đám cưới chuột, nhưng ngoài vẻ đẹp nghệ thuật và ý nghĩa châm biếm, đả kích sâu sắc chế độ phong kiến bất công, thì chỉ có những phu sư cao tay mới biết được rằng bức tranh còn ẩn giấu một loại phu thuật bí hiểm, dành cho những đám cưới mà đời ông cha đã gây nhiều nghiệp chướng. Bà âm mẹ của Phong cũng là một trong số đó. Đám cưới phải được tổ chức vào giữa đêm trăng rằm. Những vị khách và cặp đôi tân lang tân nương đều phải đeo mặt nạ chuột, sính lễ cưới sẽ là những con hình nhân và rối nước. Cặp đôi phu thê không bái đường trước bàn thờ mà trước một chiếc hố được đào sẵn. Hình nhân và giấy tiền sẽ được đốt trong hố. Cô dâu còn phải đặt vào trong đó một chiếc hộp khóa kín có chứa đầu lợn, giống như một hành động hối lộ âm binh, để chúng buông tha cho kiếp sau. Nhưng chẳng ai biết rằng, Phong đã cháo vào đó một chiếc đầu người mà cô lấy từ đêm qua, giống như cách mà Thập Nương đã bày cho. Người ta phát hiện ra, trong đám cưới lại thiếu mất ông Tố là bố của Khảm, người thông minh nhất làng. Ông cũng là người trấn yểm cho làng địa ngục. Chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi Khảm lớn, ông Tốn đã một mực dọn ra ở riêng tại một căn chòi nhỏ ở cuối chân dốc, tách xa làng địa ngục. Người ta đồn ông chính là người được giao cầm châu báu lúc chạy loạn ở chung nhà Hồ. Việc ông Tốn không có mặt ở đám cưới là một sự lạ. Sáng hôm sau khi một người hàng xóm sang nhà ông để hỏi sự tình, vừa bước đến cổng đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Mở cửa vào nhà thì đập vào mắt là thân thể ông Tốn bị treo lên như là rối nước, những con giòi lúc nhúc trên quần áo, và đáng sợ hơn nữa là xác ông Tốn đã bị mất đầu. Từ lúc ngôi làng thành lập, quỷ sự vẫn thường xảy ra, nhưng đây là trường hợp đầu tiên lại man rợ như vậy. Nghi ngờ được đổ dồn cho ông Lục, vì trước đây hai người từng cãi nhau nhiều lần về số châu báu mang được từ chuông nhà Hồ đi. Ông Lục cũng biến mất, càng làm người ta tin chắc về điều đó. Không ai biết rằng, ông Lục cũng đã bị chết ở trên hang đá. Người ra tay chẳng ai khác, chính là Thị Khảm.
Lại nói đến Thị Khảm, vợ của Khảm, về làm dâu lâu rồi nhưng vẫn chưa có con. Dù Khảm đã bốc cho vợ những thang thuốc gia truyền quý hiếm, trong một đêm ngủ, Thị Khảm nằm mơ thấy một người đàn bà mặc áo giao lĩnh đỏ đến nói rằng, trong hang đá ở dưới núi có chôn một chiếc bình men xanh ngọc, đây là chiếc bình quý cầu được ước thấy. Nếu như ngươi đồng ý cho ta trú ngụ một nửa linh hồn vào thể xác, thì ta sẽ chỉ ngươi tới đó. Nghe đến con cái rồi lại chuyện cái bình quý, Thị Khảm chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Khi Thị Khảm vừa đào được chiếc bình quý trong hang đá lên, thì ông Lục bỗng đâu xuất hiện. Trong khi hai người đang nói chuyện, có hai con rắn nhỏ từ túi Thị Khảm bò ra cắn ông Lục mê man. Thị Khảm nhẫn tâm chôn sống ông Lục, rồi quay trở lại về làng cùng chiếc bình quý với thể xác nửa người nửa ma. Trong những ngày tháng nhập hồn vào Thị Khảm, mỗi khi có mẹ bầu đến cắt thuốc an thai, thập nương lại nén bỏ vào trong đó một chút bột xà sàng, để những đứa trẻ con sinh ra đều chết yểu, đứa nào khỏe mạnh lắm thì cũng khó nuôi. Điều đó làm cho dân làng chẳng nghi ngờ gì đến ả, kể cả khi lão Mục Đồng mỗi lần đi bắt rắn kể lại rằng, mỗi đêm trăng sáng, vẫn thường nhìn thấy từ phía phòng ngủ nhà ông Khảm có một cặp rắn hổ mang hay trườn ra vườn sau. Thời gian lại qua đi, lúc này bà Phong đã có cháu nội, nhưng từ khi bà thấy có nhiều quỷ sự xảy ra trong làng thì không còn tin thập nương nữa. Bà nghi ngờ thập nương sẽ bội ước giao kèo của mình trong đêm cưới, nên bà đặt tên cháu mình là Thập. Lúc này vợ ông Khảm cũng mang bầu và sinh ra thằng Tư. Dù có những lúc bản năng làm mẹ khiến thập nương muốn sống nốt một cuộc đời bình thường, nhưng lửa hằn trong lòng lại xui bà phải tiếp tục. Thập nương biết trong suối có đàn cá chép đã hóa thành tinh. Trong hình hài của Thị Khảm, thập nương đến gặp Võ Tòng là một lão đồ tể, xúi dục lão ăn cá thần để có năng lực đào kho báu. Có tiền rồi lão tha hồ mà rời đi, với ý định nung nấu rời bỏ làng xuống núi. Lão tin ngay, lại còn lừa đám trẻ con, trong đó có thằng Tư, thằng Thập ăn cá nướng cùng mình. Khi thằng Thập đang ngồm ngoàm miếng trứng cá, nhìn lên thấy cả đám miệng mũi toàn máu là máu thì ngất đi. Bà Phong cảm nhận được rằng đây chính là kế hoạch của thập nương, thì cũng bắt đầu tính cách trừ khử ả. Biết sức mình không đấu lại với thập nương, bà đã để lại cho cháu nội bản đồ xuống núi và dặn kỹ thập không được vào rừng lúc ban đêm. Cách duy nhất để diệt trừ được thập nương là ném một hồng hoàng vào bào thai mà ả mang theo hôm bà Phong cắt máu dẫn ả vào làng. Bà Phong cũng biết bào thai đó đang được chôn cùng chiếc bình ngọc ở mảnh rừng dưới núi. Thế nhưng đạo cao một thước thì mặt cao một trượng, thấy bà Phong không còn gọi mình bằng cái tên thập nương như trước nữa, thì muốn diệt để trừ hậu họa. Nhưng đã có giao kèo với bà Phong nên thập nương không thể xâm hại được vào người bà. Thập nương mới nghĩ cách dụ cho thập chạy vào trong khu rừng. Khi đang hoảng sợ vì đã đi vào quá sâu trong rừng, lũ đom đóm đang vây lấy người thập, thì may mắn bà Phong xuất hiện đưa thập ra ngoài. Thập không biết rằng đó chỉ là hồn của bà nội cậu. Để đổi mạng sống của cậu, bà Phong đã phải chấp nhận để cho thập nương ăn mất hồn của mình, tiếp tục kế hoạch báo thù mà không một ai có thể cản trở. Rồi số phận của thập nương như thế nào, chắc ai từng xem phim hay đọc truyện Tết ở làng địa ngục rồi cũng đã rõ. Thập nương không thể hoàn thành trọn vẹn kế hoạch của mình là do thị thập đang mang một bào thai sinh ba. Thị thập biết giao kèo của thập nương với quỷ canh rượu, linh cảm của người mẹ cũng giúp cô cảm nhận được trong bụng của mình là rắn chứ không phải người. Thế nên cô đã tự kết liễu để bảo toàn tính mạng cho ba người còn lại trong làng, cũng khiến cho quỷ canh rượu đánh cho thập nương hồn bay phách tán. Còn muốn hiểu rõ hơn về sự tích, khán giả nên đón xem cái ăn hồn để thấy cái kế hoạch báo thù tận diệt làng địa ngục của thập nương được tính toán tỉ mỉ và kỳ công suốt 70 năm như thế nào. Nếu có suy nghĩ gì thì hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức lịch sử thú vị và hấp dẫn nhé.